là máy cho ẹt 135 cô tự động nha anh em. Xe này ẹt Thái nha em ha. Xe máy chạy bị keo rào giống như máy xe lúa nha anh em. Anh em nào chạy ẹt 135 cô tự động, con tay, máy yếu hao xăng, máy keo nồi keo cứ qua tiệm xe đánh nè. Có nhận là máy làm nồi hết cho anh em, công này đủ thay thế cho anh em ha. Máy ẹt 135 nha anh em. Máy thay nguyên bộ lòng mới luôn nha anh em, mới 100% nha anh em. Đây là cầm cũ, có nhận góc máy lên full 135, 150, 175, 200, 250 nha anh em. Nó biết cái gì mà thử. Đây. Anh em muốn làm máy dọn xe dọn kiển nâng cấp máy, chúng ta tới tiệm xe Khánh, tới địa chỉ 462 xẹt 15 đường 3/2 phường 2 quận 10. Ở xa liên hệ Khánh 038 9910 535, dần ship hàng Hàn Quốc cho anh em. Exeter 135 côn tự động nha anh em, làm máy làm nồi làm hết nha, đầu lòng dê này làm hết ha, bao ngon là cành đào cho anh em, chạy rất là bền em ha, làm máy Thái chạy rất là bền. Đây 135 côn tự động nha anh em, chứ không phải côn tay ha, côn tự động. Có nhận làm con tự động con tay làm hết nha nè, 135, 150 làm hết nha nè. Rồi, chào tất cả anh em.